Còn tại tỉnh Tiền Giang, chỉ vì ghen tuông vô cớ, người đàn ông ngủ tại địa phương này đã nhân tâm chiếm vợ 19 nhát, dẫn đến nguy kịch và sẽ thai 11 tuần tuổi. Sau một thời gian điều tra, mới đây tòa nhân dân tỉnh này đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử người bị cáo này về tội giết người và hủy hoại tài sản. Ngày 16 tháng 8 năm 2021, trong lúc to tiếng do nghi vợ 34 tuổi có tình cảm với người khác, Nguyễn Văn Tuyền, 35 tuổi, Cầm dao, đâm trúng ngực của vợ. Khi nạn nhân bỏ chạy thì anh ta lấy con dao khác đuổi theo, chém nhiều nhát đến khi chị này ngã gục. Tuyền còn chém vào chân một người hàng xóm, đã đến can ngăn. Anh ta sau đó về phòng trọ khóa trái cửa, dùng dao tự tử, rồi đốt xe máy của vợ. Người dân xung quanh phá cửa phòng dập lửa, đưa Tuyền và hai nạn nhân đi cấp cứu. Vợ Tuyền bị chém 19 nhát, mang thương tật 42% và xảy thai 11 tuần tuổi. Người hàng xóm bị thương nhẹ nên không yêu cầu giám định thương tích. Theo hội đồng xét xử, bị cáo vì ghen vô cớ mà chém vợ nhiều nhát vào vùng trọng yếu dù biết đang mang thai. Việc nạn nhân không chết là việc ngoài ý muốn của bị cáo. Do đó cần xử lý nghiêm nên tuyên phạt bị cáo 14 năm tù, đồng thời phải bồi thường cho vợ 133 triệu đồng chi phí điều trị, tài sản bị thiệt hại.